Mời quý vị khán giả theo dõi những tin tức thời sự 9 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Làm thế nào để vừa tiết kiệm chi phí vừa có được môi trường học tập và thực hành tiếng Anh tốt nhất? Đây là mục tiêu của buổi hội thảo du học tại Philippines vừa được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 22 trường Anh ngữ có uy tín tại Philippines. Hội thảo do Fin English tổ chức mang đến nhiều lựa chọn cho những người mong muốn trau dồi và đạt chứng chỉ ngôn ngữ này hiệu quả trong thời gian ngắn. Tại đây thì chương trình đã công bố quỹ học bổng trị giá 1 tỷ đồng. Ngoài ra, người tham gia còn có cơ hội gặp gỡ với đại diện 22 trường uy tín hàng đầu được tư vấn trực tiếp về chương trình. Bình quân mỗi buổi học tại các trường Anh ngữ của quốc gia này dao động từ 200.000 cho đến 300.000 đồng, đi kèm tất cả các dịch vụ như là ký túc xá và bữa ăn.